Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bãi kiển của chị Thủy ha. Thì hôm nay bãi kiển của chị Thủy có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai giống, mai ghép giống nhị ngọc toàn nè, siêu bông bình lợi ha, với lại kim ngân lượng cô chú anh chị ha, hàng bonsai chơi Tết năm 2025 luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình tạo xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình và gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chị Thủy ơi. Dạ, hôm nay đến với kênh thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa để xem kênh nha. Dạ. Thì hôm nay trở lại kênh thì em cũng có lô bonsai lùn ha. Đế đẹp luôn cô chú anh chị, dáng đẹp đế đẹp luôn. Chi cành rất đều ha. Thì để giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình. Thì đầu clip hôm nay em vô luôn là tiếp lối tước là 11A nha. Rồi. 11A đây là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Cái thân lắc quá trời đã luôn cô chú anh chị. Phụ đế tiếp lắm nha cô chú anh chị. Hoành thân tại điểm này là mình được là 26. Rồi. Cái củ quá trời luôn cô chú anh chị. Chiều cao mình là được 72. Tán ngang mình 82. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2.500.000 nha. Rồi, 2.500.000 là mình bao ship hả chị? Rồi cây quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi, giá chỉ có 2.500.000 thôi. Nhị ngọc toàn ha, đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 12A. Đây 12A cũng là một cây một cây siêu bông bình lợi ha. Một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cái xác hồi lớn cô chú anh chị ha, thân lắc quá trời đã luôn cô chú anh chị. Siêu bông bình lợi ha. Nó lên cụi gà lên nụ kim mình. Cái này tết cho tết ok nha. Đó, bao cho tết luôn cô chú anh chị. Dáng cây nào cũng dáng lắc đẹp không á cô chú anh chị. Bonsai ha. Hoành tại điểm này là được 26. Rồi. Cái nồi đế nó dưới kỹ lắm á, đẹp lắm á cô chú anh chị. Quá trời cái nồi đế. Chiều cao 77. Tán ngang là 77. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 2 triệu thôi nha. Rồi 2 triệu ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 13. 13A nha. Rồi. 13A đây là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi cái tàn quá xá đảo luôn cô chú anh chị ha. Cây này quá đều luôn, từ chi cho tới dáng lắc đồ cái nào cũng đẹp luôn á cô chú anh chị em mình. Cái tàn này, ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số cái này luôn chị ha. Hoành tại điểm này là mình được 26. Rồi. Cái nồi đế quá trời, cái nồi đế luôn. Chiều cao là 90. Tán ngang là 95. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2.800.000 thôi nha. Rồi 2.800.000 là mình bao ship ha chị ha. Quá trời đẹp luôn cây nhị ngọc toàn của chú anh chị ha. Rồi tiếp theo cây mã số 14A. 14A là rồi. Một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi, cây này giờ nồi đế cũ. Trời ơi. Một cây bể cũ chứ nè cô chú anh chị, như củ mì nè ha, nguyên một chùm củ mì luôn. Rễ nó rất là to lực luôn cô chú anh chị ha. Cộng đồng lấy to to không à, lực. Nhìn đã quá trời luôn cô chú anh chị, vàng ôm luôn nguyên bộ đế. Nó hoành thân được 27. Rồi. Mô đế này là mình dèm đắp cái mô mình trồng á cô chú anh chị. Trời ơi là lên đẹp dữ lắm nè. Tổng nồi đế nó là mình được là 115. Rồi. Xua mình lại ha. Cái này thì tàn rất là ok luôn rồi cô chú anh chị ha. Chiều cao là 80. Rồi. Tán ngang là 91. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 3 triệu em bao phí ship nha. Rồi 3 triệu cho cái cây đế quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cái nồi đế quá trời. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo 15A. Mã số 15A nha cô chú anh chị. Rồi. Đó 15A, đây cũng là một cây nhị ngọc toàn nữa nha. Trời ơi nguyên cái bệ đế nè cô chú anh chị, em nhìn thấy là em mê em sắn vô cái bệ đế liền cô chú anh chị. Quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Thân lắc được rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha, nguyên cái bệ đế cũ quá trời vip luôn. Nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha, bông thì nó có hai màu ha, màu kem với màu vàng cô chú anh chị ha. Còn trạng thái bông thì có bông vàng, bông kem, bông sọc vàng cũng có ha, bông kem sọc vàng. Ngay cái cổ nó đây là mình được là 24.5 ha, em tính 24 nha cô chú anh chị. Nè, ngay cái cổ mà. 24.5 tính 24 ha.
Nè, em đo cái nồi củ đế đặc của nó thay thôi ha, không đo trộn bộ ghế là mình được là 53. Rồi. Chiều cao là được 67. Rồi. Tán ngang mình được 95. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3.200.000 thôi nha. Rồi 3.200.000 ha. Rồi. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 16. Tiếp theo mã số 16A. Đó. 16A đây cũng là một cây nhị ngọc toàn nữa nha cô chú anh chị. Rồi cái tàn quá đẳng luôn cô chú anh chị ha. Nói chung là mấy cây này, cái lô này, cái lô pho này là đẹp đẹp không á luôn á cô chú anh chị. Mà này em có vô cho thợ vô dây nó kìm rồi nhánh được sẵn hết trơn cho cô chú anh chị em mình nè. Cây thì lên nút nụ kim hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Về cho tết ok ha. À, hoành thân tại điểm này là mình được 28 nha. Dạ. Cái nồi đế nó còn rễ nọc rễ nếu bắp tay ha. Chiều cao là 77. Tán ngang là 85. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 2.700.000 thôi nha. Rồi 2.700.000 ha. Rồi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số là 17A. Rồi. 17A đây là một cây giảo như ý nha cô chú anh chị. Rồi, cái này cái tàn quá trời đẹp luôn. 17A cô chú anh chị như ý tội cái nó lắc rất là gắt luôn cô chú anh chị ha, một cái tàn nè. Bề đế nè cô chú anh chị nhìn thấy ghiền luôn á. Nói chung là mấy cây này nè, mấy cây này nằm cái kiểu này á thì em sửa cái đọt chuẩn lên đây thì cái này nè, mình muốn chơi bay là cây này chơi quá xuất sắc nha. Mình hạ nhánh cho nó bay nha cô chú anh chị ha. Này còn non nha, về mình chơi cũng thì mình theo chơi... cô chú anh chị em mình muốn thích tàn bonsai thì mình thích làm sao thì mình làm vậy đi. Rồi. Hoành thân tại điểm này được 25. Cái nồi đế này nằm nghiêng nè. Quá trời cũ ha. Quá trời quá đất luôn. Rồi. Chiều cao là mình được là 55. Tán ngang là mình được 72. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2.200.000 thôi nha. Rồi. Đó, một cây quá trời đẹp luôn. Mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 18A. Rồi. Đó, 18A đây là một cây kim ngân lượng nha cô chú anh chị. Rồi cúc kim ngân lượng hay còn gọi cúc mai trang cũng là nó cô chú anh chị ha. Bông thì cô chú anh chị mình nếu mà muốn biết mặt bông tại vườn thì liên hệ qua Zalo ha. Giờ vườn của chị Thủy cũng đã có mặt bông tại vườn rồi cô chú anh chị ha. À, chị Thủy gửi mặt bông kim ngân lượng qua cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đó. Bông rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. À, bông vàng ha, có sọc xanh ở giữa cô chú anh chị ha, có sóng xanh ở giữa. Nguyên bệ cũ nè cô chú anh chị, quá trời đã luôn. Thì dáng cũng quá trời đẹp luôn á cô chú anh chị em mình ơi. Hoành tại điểm này là được 26. Cái nồi này chắc dữ trời lắm mà có cái rễ này. Cái nồi cũ đặt này là mình được là 77. Rồi. Chiều cao là 95. Tán ngang là 102. Rồi. Rồi một cây kim ngân lượng này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3.200.000 thôi nha. Rồi 3.200.000. Quá trời VIP luôn cô chú anh chị, cái tàn khủng khối khủng khiếp luôn á. Hàng này thì cho Tết ok luôn nha. Đổi cây giùm em ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 19A. Đây là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi cái tàn quá trời VIP luôn cô chú anh chị ha. Cái đế nè, thằng đế, củ đế. Cái phô này quá đẹp luôn. Rồi. Cho thông số cái này luôn hả chị? Hoành tại điểm này là yếu tí xíu nữa là 26 của chú anh chị em tính 25 nha. Rồi. Nói chung là cái lô này á, cái lô phôi này nó góc nó đều với nhau không? Chiều cao 77. Tán ngang 82. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 2.200.000 nha. Rồi 2.200.000 ha. Rồi. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 20A. Tiếp theo mã số 20A. Đây là cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị.
Rồi cái tàn cũng quá trời vip luôn cô chú anh chị ha. Rồi cái sản xuất này đúng hả chị? Cái đèn đế bỏ ra nè, coi thử kéo keo nó kéo quanh thân được 23 à, nó kéo nè, bộ đế nổi lên nổi da cóc rồi, nhị ngọc toàn á, hàng này bao chơi tết nha cô chú anh chị. Chiều cao là 64 8082 rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 2.200.000 nha. Rồi cái này cuối clip luôn hả chị? Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình cũng luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho em ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.